តើកីឡាបាល់ទះមានប្រភពចេញមកពីណាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតកីឡាបាល់ទះឬហៅតាមពាក្យបច្ចេកទេសថា Volleyball ជាកីឡាមួយប្រភេទដែលពេញនិយមក្នុងពិភពលោកដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗដូចជាកីឡាអូឡាំពិកស៊ីហ្គេមក៏បានដាក់បញ្ចូលកីឡានេះដើម្បីដណ្ដើមមេដាយផងដែរតើកីឡាមួយនេះមានប្រភពចេញមកពីណាបាល់ទះដំបូងមិនមែនមានឈ្មោះថា Volleyball ទេគឺមានឈ្មោះថា Minternet ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1896
MCA lục bán chân này kể là ni láng đầm bấy rung mình chơi chỉ mùi nâng kể là bốn prophe tiết rung miền kể là bát bó, basketball, baseball, tennis, nâng handball lục William chỉ Morgan có chia mình nữ đầm bông để bán bằng ca chấp bắp này kể là bà tè đời ca nốt xâm nánh mình cầm bố mùi máy cứ biết cái sơ phẳng bấy xong thì mẹ đại thi liên mình tùm hôm tổ tấn phẳng bí cứ biết phẳng mùi máy nâng mình đói đập răng cứ biết bì mẹ xâm nánh ai châm lưu nạ lên ai lên bán trả nè hơi ai bác bọn màn báo có bán môn bê bọc báo từ cú và cuột mình tốt bì mình các ông kê rút rốt bà tết trái bán kê dâu tình lên chìa phơi cá nâng khăn ông chân áo mập bọn bê rớt cả sơ phẳng mùi nâng ai xả lá YMCA Training School tại khăn ông bê bà chạp bọn bà tết trái bán bà đô chạp lên chìa tràn đòi khăn ông lúc bán bà đô tùm hôm tì liên mặc lên trầm mình đói bà bôn mát nâng thật tấn đập bầy mẹt nâng cầm bùa xâm nánh bàn đầm láo rồi hốt đo từ bì mẹt cấp biết xa xa bầm bấy xong thì mẹt xâm rắp bùa rò nâng nề rí miên cầm bùa bì mẹt cấp biết mà phây bốn xong thì mẹt ai chùm nôn nạ lên vinh miên trầm tạp bà mùi nét nâng ai bà báo bàn đập bầy bà bà nọ đòi mình ai bà xê xê rấy đôi ca chân áo mập bòm rầm bè rớ ca xa bầm mùi nụ tì kì là bà tè ní trái chân chìa bì bà phê cư indoor nâng outdoor đại miên này thà lên khả nông xá nâng lên khả đại xà đòi khả nông xá mùi khổng miên khả nếp bà mùi nè rì ai khả đại xà vinh cư xùm đai tờ lơ việc sách nâng lơ việc smile đòi lơ việc sách mùi khổng miên khả nếp bì nè rì ai nơ lơ việc smile vinh mùi khổng miên chùm nôn bà mùi nè.